Xin chào tất cả anh em nhá. Đây, hôm nay vợ chồng mình gói hàng anh em ạ. Đấy, đúa chè già quá là tuyệt vời luôn anh em ạ, này quá là tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà đúa chè này thì quá là chuẩn luôn đấy, mang về thì chỉ dùng không thôi, dùng luôn thôi anh em ạ, không được đun ngâm cái gì nữa. Đấy, anh em nào cần đúa chè thì cứ alo này, một lống to luôn này này anh em này. Rồi là chằm chéo, đồ ngâm rượu, táo mèo, hạt dổi, nước thần thánh, hạt bắc khén anh em ạ. Anh em nào cần thì cứ alo cho anh, thì cho anh có số điện thoại ở màn hình ý anh em ạ, có số Zalo đấy luôn. Đây, đúa chè quá già này này, đỏ chót luôn này này anh em này, quá tuyệt vời này này. Ở trên mình thì toàn là dùng là chè già hết, kiểu vì chè non người ta không lấy, vì trên mình chè quá là nhiều luôn, nhưng mà căn bản người bót ý anh em ạ. Ê, quá là tuyệt vời luôn này, như này này này, già kinh khủng luôn này này, thằng tưng này, chè này, này quá chuẩn này, này. Rồi gói hàng đi đã, rồi tí cắt cơn sau, gửi cho anh em cắt cơn đã. Trời anh em ạ, gói cả dưa leo, giải độc gan, mát gan. Đấy. Cái này đun uống hàng ngày thay nước uống của mình. Nhưng mà cái này nhỏ quá, vừa phải cái to thôi. Thôi vừa có đi nhá. Chồng đi ấy đã, đi đấy có anh em ở trên kia bảo đi lấy mà mật ong khoái, là mật ong. Thì đấy đã, anh em đang chờ trên kia rồi. Vừa gói đi. Thì đấy mật ong đã, các bảo như là nhiều tổ cơ mà, mật ong khoái. Đây rồi anh em ạ, đây ta đến là chỗ anh em rồi, đây mật ong khoái đây này, đây quá là tuyệt vời luôn này này anh em này, mật ong khoái rừng, hàng xịt luôn anh em ạ, ơi. Đấy. Đấy, được nhiều chưa anh em này này. Đây, nước của nó đây này. Đấy. Đây là ong khoái anh em ạ. Đây, mật ong của nó đây này. Khá được nhiều hơn, chắc được hơn yến đấy cái này. Đây anh em đang lên trên kia đấy à, mật ong. Tủ to chưa? To lắm. Bên này to lắm. Bỏ ra cắt cơn luôn đi. Làm luôn đi. Cứu cứu tàu nữa hả? Đấy, mật ong rừng anh em ạ. Có thể ao táo tàu nữa ngon. Đây à, đố của nó đây à? Đấy. Đây này. Không biết tổ nó có to không anh em ạ. Ừ. Cẳng đấy. Tí à, mang con mẹ nó mà mang đi nuôi nhỉ. Cho vào tổ ở nhà ấy. Cái cây giống còn để bán cho anh em nhá. Cây khá là to anh em ạ. Ý da, không ăn thua anh em ạ. Làm lại thôi. Hỏng hết. Thảo. Đấy, cho khói lên. Khói lên vẫn chiến được. Giọt đi khoản đấy nó.
nên khoảng hai cái đại phải phải dìu đúng không? Có chưa thử à? Vấn đại đi, khăn vấn đại. Mông biết tiến vấn đi. Hải tao có khăn à? Khăn rồi, phải để con cha đấy. Vấn đại nghe đấy, cái đấy vấn chỉ này nó cái khóa nữa. Ồ, hết tổ rồi. Thấy chưa? Có cái cắt cơn chưa? Đây, tổ này cũng nhiều đấy. Tủ to đúng không? Mang cho Diệp Anh một tí cắt cơn thế nào. Không, nhưng mà mình phải được ấy, phải được à, được mang con mẹ nó mang về về nuôi. Đây, cái phảo này. Mấy tí sẽ kem phảo. Ở đây rồi. Thả họ nó này. Mấy cái phạn này, cứ phạn này. Ừ, cứ cái này chắc được à, 2-3 đít nhỉ. Được đấy. Đeo cỏng hàm ăn chỗ đâu. Đây này, con mẹ nó đến trên kia hết rồi đây này. Này. Hay là nó chuẩn bị di rời đây này. Mùa này là mật ong là nhất đúng không? Mùa hoa nhãn mà. Hoa nhãn, hoa cà phê. Ờ, chuẩn luôn mà. Úi dồi ôi, nổ ra rồi gì nữa. Dìu chơi nó à? Dìu chơi nó rồi. Nổ ra rồi. Mùi phương phức ra ngay. Mở rộng bên dưới ra đúng không? Ờ, ở đấy đấy. Trên kia rồi, mẹ nó trên kia rồi. Không ngờ lại có ăn, có cả chim cả ong. Đi vào rừng không lười là lại có ăn đúng không? Nhưng mà đười ở nhà ngủ ấy chưa chắc không có ăn đâu. Nó có lên lên trên kia không? Cả quáng đấy, cũng như này. Ngọt lắm, mùa này ngọt. Riêng cái này nó phải hơn yếm nhưng mà. Ờ. Phải nhiều. Ý. Úi dồi, nước của nó đã rơi kìa kìa. Được. Mở tay cho em nha. Ây, to. Vào phê nha. Ây, trên này là mật của nó này này. Nó có trong túi. Ở túi mới lọc luôn đấy. Ờ, túi lọc luôn đấy, chờ mất qua. Thả phát ăn phát đấy. Cả ông ai phát rồi đấy, nằm đấy này. Ông ai ăn. Ấy, có là trực vời luôn. Đi đi. Ở túi phát nằm đấy. Ấy, trong kia còn nhiều lắm. Tăng này. Ơ, túi còn nằm đấy, túi vào phảo đấy. Ơ, không túi là nằm đấy. Lọc cho luôn bạn ơi. Chuột. Đấy thợ mà. Nó gần nằm ra. Ơ, lọc ảo phá, nó luôn đi rồi. Men. Ôi dồi, các bạn, chuột đấy. Mới năm trong nghề rồi đúng không? Mới năm trong nghề. Đấy, ui dồi. Cái này trong kia mới gọi là một cái to nhiều của nó đúng không? Xe bác cũng thấy đã chuyển được cái này kìa. Ok, không? Rồi, mổ ra nữa đúng không? Ừ, ờ. Con mẹ nó chuẩn bị di rời hết nhỉ. Có khói là không ở được. 45 mấy độ này. Còn lên được không? Lên. Mất khử nó vào. Cái đấy là mệt hết đấy. Nó mà lên này mệt hết. Dưới hả? Dưới thì ấy thôi đúng không? Nhậu của nó thôi, còn trên kia là mật của nó đấy. Đấy luôn đây. Chưa chưa thấy tím. Ớ mật mờ không ăn lại mờ. Lấy cái này khóa mờ. Quá là chuẩn luôn mật ong. Cắt mật nha anh em nhá. Ấy, trắng tinh luôn đúng không? Tinh luôn, trắng tinh luôn. Thảo le le, đeo bình nhầm mà thấy ăn mất mà le nè. Trắng tinh như Ngọc Trinh nói nữa. Ừ, trắng như, trắng tinh như Ngọc Trinh. Đấy, cho khói đi, cho khói đi. Cho khói đi.
ít. Bố, nằm tả tiến sao ơn bắt hót chơi xe văn này. Mùi, khao hót thế này. Nằm tí xe bú xe nằm tả tiến này. Mưa mưa phải mừng ra đấy này. À, úi dồi. Đúng là quả ngọt quê mùa. Chết cái đời còi nọ, hăng này. Trắng hơn Ngọc Trinh. Ý mật ong mình tách ra đúng không? Tách luôn đấy ui. Làm thợ cao tay này cũng chi. Đây nhá. Đấy mật ong rừng quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. À. Mùa này là chuẩn nhất. Ok. Năm lạng rồi đấy. Ok rồi đấy nhỉ. Ok rồi đấy. Không ngờ lại có ăn rồi đấy. Ở chỗ này khóa mình lại nó chui nè. Vẫn như cá mật này. Ừ, chín đây nè. Ờ đấy. Bay để vai tát sẽ bay phụ sơ nên cầu này. Không nhưng mà của rừng thì anh em cắt cơn hết. Không để phí. Không để phí đâu. Đây này còn cái to nữa đây này. Đây, ok nhá anh em nhá. Bây giờ là sẽ để lại như thế này. Mai kia là anh em mình nó có tổ ra thì anh em lên lấy nữa. Đây. Con mẹ nó ở trên kia kìa. Đấy. Ô xì kê nhá, chào anh em nhá. Sang năm gặp lại nhá. Làm tổ to lên. Này, tay không. Đấy. Thành quả của anh em mình như này. Hai ba tổ ong khoái một quả tổ mật ong. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Thôi anh em mình về nhà cắt cơn thôi nhỉ. Về thôi. Đấy. Tiểu thì cay thì toàn hả? Phú sĩ đoán đi. Ừ, chắc thống vào đây, hiểu ơi là cháu nát. Nhà có điều kiện mà cả bao bao này cơ. ngoài túi ra chẳng có cái gì. Đấy. Đi tụi bút à? Ừ. Đấy, chắc thống ơi. Đây toàn hết đi. Hê xe rộng. Hê. Ăn thay hiểu con này. Đây, xong anh em ạ, hành trình về nhà. Quá là mệt. Ê anh em ạ, à, đến nhà rồi đây này. Đây này. Cái này là nhộng của nó hết đấy vừa đây này. Đấy, toàn là nhộng của nó đây này, đấy. Cái này bây giờ mình hớp cái này ăn. Hấp nhộng ngan. Đấy, mật của nó thì anh em nó lấy. Còn là mình đấy là mật ong thôi. Còn mật ong khoái thì mình không lấy. Đây, mình chỉ lấy nhộng nó để về ăn. Đây, cho vào chó sôi đây này. Nấu nó lên. Ok đấy. Thôi làm cơm ăn đã. Làm một em ngan đi. Ôi rồi ok rồi. Sôi phực phực rồi. Ôi, nóng quá. Biết chưa, ok chưa? Biết rồi. Sao luồn đi quá nào vậy? Ừ, sao luồn đi. Giờ mỏ mắt trở nằm đi. Làm một em ngan. 3 cân mấy à, 3 cân tư à. Đấy, khao anh em, mấy anh em kia đi về hết bảo ăn cơm không ăn. Bảo đi bán mật ong khoái luôn. Đấy, còn mấy anh em ở nhà đợi thì làm cơm ăn. Đâu xem nào. Ôi, được đấy, đây này. Chín rồi vợ ạ. Đấy. Tí là nộm bài ăn thôi. Ok rồi đấy. Ai chà, nóng quá.
Ui giời, nước phẩn của nó rơi xuống này hết. Làm như thế này là hớp được quá chuẩn luôn. Nhưng mà mình luộc ấy mình phải cho ấy thế này. Ui giời, sướng chưa? Nhộng kinh khủng chưa? Thế này cắt cơn thì quá tuyệt vời luôn. Này vợ không ăn được đúng không? Vợ bị dị ứng không ăn được. Phí thế đây này, vợ đây này. Sướng chưa đây này? Úi giời ơi đây này. Nhộng nó sướng chưa? Đây này. Mày xin cho mấy anh em một ít, anh em cho chia nhau mỗi người một ít. Trời ơi nào, thử mấy mì tí xem nào. Cái này mà chẩm chéo nhỉ, đúng không? Mời tất cả anh em nhá, thử mấy mì anh em ạ. Sướng quá. Ăn con thập phẩm. Cái này ra đây là quán ra đây. Ừ. Nó được. Ây da, thiệt cảnh quá là tuyệt vời luôn. Bà Hoa, năm nay là chưa là đủ lắm. ตายจะต้องเห็นเลยดิรู้ตมารู้ว่าจะไปจะเขาลามาเขาสองหลอดเลยดิสองมือคนสองก็จะหมดเลยได้รักได้ด้วยสองบาสังใครจะมีผลนะแต่หันลุ่มเอาตานะที่เขาจะถอยชิ้นนี้หรือเปล่าหวานหวานนะมือถือกูดิปวดปิ้งเห็ดเลยแล้วถึงกำกับเลยเจ้าหมอได้ไปสั่งเมื่อหันกำลงไปจ่อยซะหูยแต่ละสองเที่ยวไอ้แม่กันนี่เลยเช่นมะขามเช่นมะสูนมะหลานกินเสียดิเช่นไม้หนึ่งก็มอเนาะ จังบานะดึกแน่นึงเอาเขาไว้ดิมากินแน่เนาะกูมาที่มีวีสังเน่เปล่าก็มากี่นี่เจนมือหนูอะไรเงี้ยเนาะจังอางเป็นไงจังอางเนี่ยกระเป๋าสังโอ้ย không có gì ăn bố ạ làm người cúc tiểu làm con bùn làm con lạc sản rượu ngon đấy, nhìn này bạn Phương rượu ngâm gì? Dưới cây mũ tùn đúng không? Ủa, một người khỏe, hai người ba, bốn người vui. À, hàng xóm mùi ác ấy. Hàng xóm mùi theo. Cháu kiếm cái hàng xóm mùi to lắm anh. Ừ, thì ảnh em phải đeo con cốc thì sẽ còn kịp con tiền quá. Cảm ơn sự cho con cốc thì con cho nó lên đỉnh trước đúng không? Thôi thì anh ăn mừng là thêm tiên cái này nè, cái cốc của bạn ấy. Sao cho thêm một tí đi rượu ấy rồi. Cái gì? Tiết kiệm thế, rượu nhà mình đẩy đi. Ờ. Thôi đi. Ơi nào bố, mời bố mẹ. Muốn ăn hạt được rồi đấy. Sao cái nữa? Rồi, mời tất cả anh em nhá. Ngồi lên bố. Nóng nhỉ? Uống rượu này nó mới mát. Bố ạ, hòa mình. Rồi, mới đi. Mới đâu bà, em. Rồi, vào đó, mới. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Đi. Mời đi. Mấy em mình thôi. Còn Nhộng. Ui, sao mình đến tiệc cái này này. Mời anh em. Mới được. Ê, ông đó, bố. Ăn này con này ngon rồi.
Ừ. Mình không có ăn và dị ứng. Ừ. Chẹp nhất em nọ. Chẳng nữa. Ôi trời ơi. Chín cơ ăn, chín cơ bá ăn. Không ăn mít còn chín này mất nữa. Chín cơ tăng tráng này. Ừ. Được. Đây này. Nó này là cháu ăn thì cháu nó ăn. Ừ. 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 Quá là ngợi luôn này này. Cái này cái này bạn Phương chọn lấy cái ngon để ăn mà. Bạc nhạc thì để bà ăn mà. Cái này hàng ngon nhất đấy cái này. Hàng ngon nhất mà đấy mà. Cái bạc 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 nhạc thì để cho bà ăn. Túi bóng. Ào đây. Thôi bây giờ mở tiếp anh đi. Thôi. Sáng tám mất một bao nhiêu này này. Nào xem cái canh này đúng không? Ờ, ok rồi. Có nhà ở đây. Chuẩn luôn. Rượu căng đấy Mạnh Phương ạ. Được không? Ừ. Canh này không có không có khói chắc là nguội đấy bố ạ. Chắc nguội rồi đấy. Không có khói mà. Thử xem nào, không có khói nguội rồi đấy. Ồ đây này bố. Thằng cậu vừa đấy quả ớt bên sân này. Chưa ấy. Thoải mái ma bà. Khe để mái nó khe đấy trong máy. Mất cái phần cái này ai ăn là con tôm đi. Tôm tép vào. Cứ bác sĩ hô lòng báo hồn đằng này. Ừ. Bố tiền sẵn. Ăn đi. Ăn đi. Nó cho người bài quả vào cho nó. Ăn thì nó ngợi đúng không? Anh em ở trong vùng kia mát nhà Mạnh Phương nhỉ. Phương cầm lên xuống đi. Nóng lắm. Phương ơi, kiến bà. Rồi, mời anh em tiếp canh ăn nhá. Để đi. Quá đông cứng không? Được. Ừ, khó nhai đấy. Ê, ớt đây, con béo, đây đi. À, ừ. Bố ơi, cho tiểu tí đi. Ờ. Hám đây nè. Hám đây, hám đây. Vâng. Đây nè. À, đi. Ấy, sao luôn rồi. Đấy, áo hết cái canh này. Ừ, ừ. Tôi mưa thì hai này héo trên nào, mình phải bích cái cửa. Ô, hai này. Héo được bên đây. Mời tất cả anh em nhá, thì canh đông cứng anh em ạ. Mấy ngày mới nhửa ra, mới ớt bên xa lên bà. Ủa. Nó nhập khẩu đúng không? Cay này nó sướng. Đấy nhá. Thì từ bên bên này á. Thì lên mất. Ừ, thịt đó. Không béo. Anh có nhá. Rồi, đúng rồi, tự nhiên đây. Quá là ok luôn này, món này ngon này. Là món đặc sản này chắc cái này. Ờ, đặc sản này này. Anh em mình chẳng mấy khi may còn anh em còn lên được, còn anh em mình thì chịu. Cái này hình như đấy. Độ mà cao sao? Độ cao gần 1000m nhưng mà mùi sướng lắm. Man man đây. Bao cái nón ón tẹt tẹt nón. Ôi há một tí. Mùi ngon cái này rượu nó phải xuống. Ôi tay nó ngồi à. Sao nó cũng ớt lên không ạ? À, đây là mối cái cành sữa. Chín em, nhiều xích. Thấy không? Cái cành. Cành mát. Đó là tuyệt vời luôn. Đẹp anh pha này kiểu hám khi mà đang nấu tim. Ừ. Đấy, mình cứ phải hám muối với cả mì trộn vào nhau, đu đánh. Và tan vào nhà, ăn ngon. Tiết đỏ chót. Thật mà tiết lỏ chuẩn luôn mà. Ông hưởng vào hết một đàn làm gì còn chơi hết ám này. Ừ. Thế là mới kính con này. Ba sáng con nằm mưa sau con. Rồi, lên. Bố. Hát rồi. À, nước khởi anh thủy nè. Tụi mình chốt sóng thôi. Không, đấy. Không. Nó so này. Quá người luôn. Ừ, quá. Lót này là nó so này. Ăn cái bao của quẩy đấy nè. À. Sướng nhà cho bạn. Còn được. Người nữa sẽ tăng có mắc con, có mắc cằn. Ừ. Thế mà bị hiến răng phép mà mua bảo hiểm ở trên hiến và là mình đang cảm sự mà. Cho bà bài chứ là. Bà món này ngon nhỉ. 3, 4, 5 ăn một lần. Đúng. Ăn một lần. Có mỗi một năm lại là được ăn một lần. Cái mắt chắc chưa giỏi cái cư của bà nào đúng không? Ừ. Toàn thợ rừng thì lấy cho mới ngon này. Được ăn này, ui chọc chéo này ngon hơn này. Thợ rừng. Thợ rừng mới gặp anh em mình đội thành phố như nhau. Anh em đi hôm nay thì đi quần sóc với cả đi tông mà. Mình giống như kiểu đi chơi thành phố ấy. Đi rừng đi.
Thế đi rừng thế mãi là có ai kiếm ăn à? Còn thì còn pháp đấy, còn ngố đi hết thôi. Còn ngố đấy, còn ngố với là còn sốc với là đi tung ý, sợ thật đi. Xong cái gì xem. Dốc xeo nhẹ. Xeo nhẹ. Cắn cào cổ thôi. Cào cổ hai ổ xí. Một trong cái bản nhiều đó. Bà thảo lắm luôn là ngâm nè. Còn nước xeo nhẹ đó đó. Bán à, uống tiếp nào. Anh em mình nào, cắt cái tiếp nào. Nào, đây rồi bố. Trời khủng đấy bố ạ, ngọt đấy. Hàng khủng. Nhưng mà đặc quá cái này. Nếu mà uống được thì mai kia sang bạn nhé. Ok. Cứ mới đi mà hai cốc này á. Không mà hai cốc này cũng kê rồi bố bé nhỉ. Không chơi đâu bé nhỉ. Đó, biết nửa cốc thôi là nó. Hai cốc này. Hai cốc mình. Cái kim giá thằng quán lắm. Cái này uống để mà say thôi chứ. Uống say rồi quá chẳng lắm. Uống thuốc là rượu này thì nó tăng kích thôi.